em 150. Rồi ok ok, heo móm, cảm ơn heo móm nha. Mai bên mình có người gọi điện chốt hàng nha heo móm ơi. Heo móm dễ thương quá. Rồi chốt heo móm ngủ ngon nha. Đây nè 60kg mặc rất là dễ luôn. Chào chị Thúy Quỳnh nha. Đây, cái này chị mặc cổ tròn cũng được nè, chị mặc cổ tròn cũng được nha, chị mặc bẹt vai ra cũng được nè. Đây, rất là dễ. Đây chị mặc bẹt vai nha. Chị giống như mình đi tiệc đêm á, hoặc là mình đi trà sữa hay là mình đi ăn uống gì ban đêm mình bẹt vai ra chị. Đây, bẹt vai ra. Rồi. Rồi ok chị Phương Bích Kỳ. Rồi, chào chị Bùi Thị Khanh nè. Đó, chị có thể mặc xéo xéo như vậy nữa nè. Đó, xéo xéo như vậy nữa. Còn khi nào chị đi biển á, chị đi biển thì chị mặc bình thường như vậy. Đây, chị đi biển nha. Cái này đó. Mặc được rất là nhiều mẫu luôn mấy chị. Đó. Em cao có 1m55, nặng 58kg. Chị 50. Rồi ok, cảm ơn heo móm nha. 60kg chị an tâm nha, 60kg không bao giờ chật nha. Hai cái 150 mấy chị, hai cái 150 nha. Hai cái 150. Đây. Số 6 nha, số 6. Số 6 nha mấy chị, số 6 nè. Số 5 nha, số 5, số 5. Số 4, mẹ nó hơi lát một tí, số 4 nha. Số 3. Số 2 nha, số 2. Số 1 nha mấy chị, số 1. Một số 1 này còn có một cái duy nhất thôi nha. Số 1 nè. Số 2 nha, số 2 màu trắng nè mấy chị, số 2 màu trắng cũng rất là dễ thương. Số 3 3D nha, số 3 3D. Số 4 màu vàng chân hoa đào nè. Số 5 em mới vừa mặc nè. Số 6 nha, hai cái 150 mấy chị ơi, số 6 hai cái 150, số 6 hai cái 150. Đây. Vải vôn Thái 65kg đổ lại mặc vừa nha mấy chị, 65kg đổ lại mặc vừa. Tim đi. 65kg đổ lại mặc vừa nha mấy chị ơi, 65kg đổ lại mặc vừa. Mạng nó lát quá. Đây. Chị nào lấy cái này bấm chữ xanh kèm số điện thoại cho bấm chữ xanh với lại một số trên tường giúp em nha. Sắp ở em ở Đồng Nai đời nó bạc ơi. Chị nào lấy cái này bấm chữ xanh kèm một số trên tường giúp em nha. Dạ rồi ok nha, ok chị Cát Tiên Nguyễn nè. Chị nào lấy cái này bấm chữ xanh kèm số điện thoại. Còn nếu mà chị nào có đơn rồi thì bấm chữ xanh thôi. Còn chị nào chưa có đơn kèm một số ở trên tường giúp em nè. Một cái màu xanh mấy chị. Đây, một cái màu xanh dây bèo nha. Một cái màu xanh dây bèo. Xanh chân hoa nha. Ai lấy cái này bấm chữ xanh kèm số điện thoại giúp em. Đây, ai lấy cái này bấm chữ xanh kèm số điện thoại nha. Đây, xanh. Chào chị Đoan Đoan nè. Ai lấy cái này bấm chữ xanh kèm số điện thoại nha. Hai cái 150k mấy chị. Đây. Em ở Đồng Nai chị ơi, em ở Đồng Nai, em ở Dầu Giây á. Đây, ai lấy cái này bấm chữ xanh kèm số điện thoại nha mấy chị, bấm chữ xanh kèm số điện thoại. Hai cái chỉ 150k. Rồi trên tường nha, 1 2 3 4 5 6 65kg đổ lại mặc vừa hết nha mấy chị, 65kg đổ lại mặc vừa hết nha. Này nó lát kia ha. Hả? Người gì? Dạ Phương Thảo Vũ xanh ok nha, Phương Thảo Vũ xanh nè. Hai cái 150 mấy chị, hai cái 150 Phương Thảo Vũ xanh nè. Đây. Mẹ hôm nay nó lát quá luôn á mấy chị ơi. Buồn ghê gớm. Hả? Sao? Sao lưng? Dạ đúng rồi. Đây, chào chị Liên Lê nè. Đâu? Còn như vậy mà khác màu nữa không? Nhẹ nhẹ chút. À nhẹ hả? Nhẹ có màu cam. Về màu là phải vaxi, nó phải nổi chị ơi. Nhẹ thì có màu cam. Đây. À, hai dây màu nhẹ hơn xíu. Đây, có màu này. Màu này nữa nha chị, có màu này nữa. Đây, màu này, màu cam. Ai lấy cái này bấm cam giùm em nha. Ai lấy cái này bấm cam giùm em. Ai lấy cái này bấm cam cho em nha. Đây, cam. Ai lấy cái này bấm cam nha. Ai lấy cái này bấm cam, hai cái 150 mấy chị, hai cái 150. Ai lấy cái này bấm cam nha, 65kg đổ lại mặc vừa, vải vôn Thái nha. Đây, ai lấy cái này thì bấm cam cho em. Ai lấy cái này bấm cam nha. Đây, một cái màu cam nè, một cái màu cam duy nhất luôn mấy chị. Ai lấy cái này bấm cam giúp em. Đây, cam nha, ai lấy cái này bấm cam. Đây, chị nào lấy cái này thì bấm cam giúp em nha. Mạng nó hơi yếu một tí xíu.
mẹ nó rất là yếu luôn mấy chị. Rồi chào chị các suy nghĩ đó. Ai lấy cái này bấm số 10 giúp em nè. Số 10 nha, một cái duy nhất em đang like hàng lẻ nha mấy chị. Ai lấy cái này bấm số 10 giúp em. Đây số 10 nha, số 10. Ai lấy cái này bấm số 10 giúp em nha, số 10. Số 10 nha mấy chị, số 10 nè. Ai lấy cái này thì bấm số 10 giúp em. Đây, số 10. Chị nào lấy cái này thì bấm số 10 giúp em nè. Hai cái 150 mấy chị ơi, số 10. 65 kg đổ lại mặc vừa nha, số 10 cổ thuyền nè. Cổ thuyền là mặc vô mấy chị sẽ bị ghiền luôn á, cái này cổ thuyền nha. Đây cổ thuyền. Hai cái 150. Đây cổ thuyền nha, cổ thuyền. Hai cái 150 nha chị, đây cổ thuyền nha. Ai lấy cái này bấm số 10 giúp em nè, số 10 nha, số 10 cổ thuyền. Rồi, ai lấy cái hai dây bèo này bấm chữ cam giúp em. Màu cam bấm chữ cam một cái duy nhất. Chị Phương Thảo Vũ số 10 nè. Rồi ok chị Phương Thảo Vũ nha. Rồi, ai lấy cái này bấm chữ cam giúp em nè. Bấm chữ cam. Đây, chữ cam nha mấy chị, chữ cam là được một cái đầm màu cam. Đây, hai dây bèo chỉ có hai cái chị 150k thôi nha. Hai cái chị 150k thôi. Số 11 nha mấy chị, số 11. Ai lấy cái này comment số 11 giúp em nha. Ai lấy cái này comment 11 giúp em. Đây, ai lấy cái này comment 11 giúp em nha. 11 nha mấy chị, 11. Ai lấy cái này comment 11 nha. Đây, số 10 hết nha mấy chị. Ai lấy cái này comment số 11. Rồi, số 10 hết rồi mấy chị ơi. Cái này số 11 nha. Số 11 hai dây bèo nha. Hai dây bèo hoa 3D số 11 này. Số 11 hai dây bèo hoa 3D 65 kg đổ lại mặc vừa nha. Số 12 bèo tròn màu trắng nè mấy chị. Bèo tròn màu trắng nè. Đây, số 12 bèo tròn màu trắng rất là đẹp. Số 12 bèo tròn màu trắng nha. Lấy cái này bấm số 12 giúp em nha. 12. 12 chỉ có hai cái thôi nha mấy chị. Đây, 12 chỉ có hai cái. Ai lấy cái này bấm 12 giúp em. Ai lấy này bấm mã 12 nha, mã 12. Hả? Từ từ mẹ nó lát, nó sao? Ai lấy cái này bấm mã 13 giúp em nè. 13 chỉ một cái thôi nha, đang like hàng lẻ nha mấy chị ơi. Hôm nay mạng nó yếu quá. Đây, 13 nha, ai lấy cái này bấm 13 giúp em. 13 nha mấy chị, 13. Hai cái 150k, cái con quỷ mèo này. Rồi 13, chào baby Thùy nè. Hai cái 150 maxi nha, 65 kg đổ lại mặc vừa. Ai lấy cái này bấm 13 giúp em. 13 nha mấy chị, 13 nha. Rồi cảm ơn cô Út miền Tây nha, cảm ơn cô Út miền Tây. Ai lấy cái đó bấm 13 giúp em nha. 14 nha mấy chị, hai cái 150 mấy chị ơi. Ai lấy cái này bấm 14 giúp em. 14 nha, đây mã 14. Ai lấy cái này bấm mã 14 giúp em nè. 14 nha. Đây, 14 nha mấy chị, 14. Hai cái, một cái này là hai dây bèo nha, hai dây bèo. 14 nha, ai lấy cái này bấm mã 14 nè. 14. Hai cái 150k mấy chị, hai cái 150k. Đây mã 14 nha, mã 14. Mày nó lát ra đơ thiệt đơ luôn. Đây 14. Chị Kim Yến cho em xin số điện thoại nha. Chị Kim Yến cho em xin số điện thoại. Chị Kim Yến ơi, chọn giúp em hai cái. Hai cái 150k chị, 65 kg đổ lại mặc vừa nha. Đúng rồi, không có coi được. Đúng rồi, mạng rất là lát. Nên em cũng đang chịu khó like từ từ cho mấy chị nè. Đây chị Kim Yến số 14 cho em xin số điện thoại nha chị. Em chốt cho chị số 14 cho em xin số điện thoại nha. Cho em xin số điện thoại. Rồi ok chị Kim Yến, em thấy chị Kim Yến nè. Rồi chị Kim Yến cho em xin số điện thoại. Hoàng Yến chào Kim Yến nha, Hoàng Yến chào Kim Yến. Đây, em cũng tên Yến luôn. Rồi, hồi xưa mà em với chị mà đi học chung là em với chị thôi cùng phòng luôn á. Đây, 14 nha, em chốt cho chị Kim Yến 14. 14 em chốt cho chị Kim Yến. Chị Kim Yến cho em xin số điện thoại nè. Đây, hai cái 150k, 65 kg đổ lại mặc vừa mấy chị. 65 kg đổ lại mặc vừa, rất là dễ thương. 14 nha, chốt cho chị Kim Yến 14 nè. Hai cái 150 mấy chị. Chị Kim Yến ơi, cho em xin số điện thoại nha. Ai lấy cái này bấm mã số 2 cho em. Ai lấy cái này bấm mã số 2 nha. Đây mã số 2 nha mấy chị. Ai lấy cái này bấm mã số 2 cho em. Đây mã số 2 nha. Bèo tròn nha mấy chị. Bèo tròn mặc được 4 kiểu nè. Ai lấy cái này bấm mã số 2 giùm em. Rồi
Vi Nguyễn hả? Vi Nguyễn ơi, gọi điện là chốt rồi nha Vi Nguyễn ơi. Nếu mà gọi điện là chốt rồi nha. Nếu mà gọi điện chưa được là chưa chốt là xả rồi. Đây, 40 kg hả? 40 kg. 40 kg cái này mặc được nha. 40 kg cái này mặc được, 40 kg mặc được nha. Đây, 40 kg mặc mét 55 mặc ok nha Kim Yến ơi. Em ở Đồng Nai chị Vi Nguyễn ơi, em ở Đồng Nai. Em ở Đồng Nai. Ai lấy cái này bấm mã số 2 giùm em nha. Đây, mã số 2 mèo tròn mặc được 4 kiểu nè. Vi Nguyễn ơi, em ở Đồng Nai nha. Đây, nếu có người gọi điện chốt rồi là gửi rồi nha. Đây. Chưa chốt là bị một là xả hay là như thế nào em không biết, hoặc là gọi cho chị không được gì đó. Đây. Đây số 2 nha, ai lấy mã số 12. Kim Yến mặc 10 nha, số 2. Ai lấy cái này comment giùm em mã số 3 nha. Mã số 3. Đây. Ai lấy cái này comment mã số 3 giùm em nha. Mã số 3 nha mấy chị, mã số 3. Hai cái 150k. Ai lấy cái này comment mã số 3 giùm em nha. Mã số 3. Mã số 3 nha mấy chị. Dạ rồi ok chị Vi Nguyễn nè. Mã số 3 ai lấy comment hoa 3D nè. Đây 3D nha, mã số 3. Mã số 3 nha. Cái này nha, cái này ai lấy comment mã số 4 giúp em nè. Ai lấy comment mã số 4 giúp em nha. Tại mạng nó lát đó. Comment mã số 4 giúp em mấy chị, mã số 4 nha. Hai cái 150 nha, từ 65 kg đổ lại mặc vừa. Đây, mã số 4 nha mấy chị, mã số 4. Hai cái 150k, maxi nha, nhà may không qua trung gian. Cái này mã số 4 nha, ai lấy comment mã số 4 giúp em. Mã số 5 nha mấy chị, mã số 5 nha. Đây, mã số 5. Dạ rồi không có gì chị Vi Nguyễn ơi, cái này mã số 5. À cái này còn cái màu này nè Yến ơi, cái này còn cái này nữa nè. Đây, mã 14 còn hai cái màu này Yến ơi, đây, hai màu nha. Hai màu. Đây, ba màu chứ. Đây, ba màu. Yến chọn màu nào Yến ơi, đây. Một cái màu xanh chân hoa nè, một cái màu xanh chân hoa, một cái hoa 3D nè. Một cái màu xanh hoa đỏ rất là dễ thương nè, cái này 14 nè. Đây. Cái này 14. Đây mấy chị. Còn 3 mẫu này Yến ơi, đây Kim Yến ơi 3 mẫu nha. Đây, cái này 14 này, 14, cái này 14 này, được 14 nha, 14 nè. Đây chào chị Huế Thanh nè. Đây, còn một cái màu xanh nữa nè, còn một cái hoa 3D. Bạn lấy cái 14 với 3D hay là màu xanh mà comment giúp mình nha, kèm số điện thoại luôn nha Yến ơi. Đây, màu xanh nè, hoặc là 3D với lại cái mã 14 nha. Đây. 14 nè, 14 của bạn nè. Đây. Màu này 3D nha, hoa 3D nè. Cái này màu xanh nha, hai cái 150. 2 65 kg đổ lại mặc vừa nha. Cái này dây bèo này 40 kg bạn mặc được nha. Cái cổ tròn thì nó sẽ hơi bị rộng cái cổ, còn cái này cái dây bèo nên cái ngay cái cổ nó có một cái cọng dây thun rồi nên nó sẽ không bị rộng cái cổ nha.